Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, thủ tục mua vaccine cơ bản đã thực hiện xong và Bộ Y tế đề nghị chậm nhất đến ngày 30 tháng 4 để đẩy nhanh việc bao phủ tiêm vaccine cho trẻ em. Bên cạnh đó, Bộ cũng đã có hướng dẫn y tế cơ sở về việc đảm bảo an toàn khi tiêm vaccine cho trẻ em. Tại Việt Nam, đến nay, công tác tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên đạt trên 99% mũi 1, mũi 2 khoảng 98%, mũi 3 khoảng 32%. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 khoảng 99%, mũi 2 khoảng 94%. Với trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, Bộ Y tế đã tham mưu với Chính phủ, Thủ tướng và Thủ tướng cũng đã có quyết định đồng ý cho Bộ Y tế mua 21,9 triệu liều vaccine của Pfizer để tổ chức tiêm cho nhóm này. Các địa phương cũng chuẩn bị sẵn sàng các nguồn lực để tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi, ngay khi Bộ Y tế có hướng dẫn và tổ chức tiêm chủng tại nhà cho những đối tượng khó khăn trong việc di chuyển. Kết quả thăm dò về mức độ sẵn sàng đưa trẻ em từ 5 đến 11 tuổi đi tiêm vaccine phòng COVID-19 cho thấy khoảng 81% người dân cho rằng họ sẵn sàng đưa trẻ em đi tiêm vaccine phòng COVID-19 trong thời gian tới. Tỷ lệ này trong nhóm những người có con trong độ tuổi từ 5 đến 11 là 80%.